Đây là diện tích mía đang vào kỳ thu hoạch của nông dân Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Mỗi tấn mía 10 chữ đường, nhà máy đường Tuy Hòa thu mua với giá 750.000 đồng. Trong khi đó, nhà máy đường Vạn Phát mua với giá 820.000 đồng một tấn. Nhà máy đường KCP mua với giá 850.000 đồng một tấn. Trong cùng một tỉnh, sự chênh lệch giá thu mua khá cao, khiến nhiều nông dân bức xúc vì thua lỗ. Tại thời điểm này thì báo cáo anh là nhà máy đã lỗ rồi. Thì đã lỗ thì với cái giá này thì đã cố gắng để thu mua mía làm sao cho hài hòa, tức là cũng chia sẻ cái gánh nặng giữa nhà máy với lại nông dân. Tại huyện Sông Hinh, giá mía xuống thấp và chênh lệch lớn về giá thu mua của nhà máy đường Tuy Hòa cũng khiến nhiều nông dân bức xúc. Nông dân đã bán mía cho tư thương mà không qua nhà máy, từ đó xảy ra tranh chấp vùng nguyên liệu. Ngay sau khi xảy ra sự việc tranh chấp vùng nguyên liệu, Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh đã tổ chức đối thoại giữa nhà máy đường Tuy Hòa và nông dân. Nhiều nông dân cho biết nếu không có sự bình đẳng trong thu mua mía, nông dân sẽ phá vỡ hợp đồng hoặc phá mía. Khó thì nó khó khăn chung, cho nên yêu cầu các nhà máy phải đảm bảo cái công bằng đó, chứ đỡ cho nông dân là người ta không thể là so bì được nhà máy cũng cùng trong địa bàn nhà máy là giá thế này, nhà máy giá thế khác thì là không ổn. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề là cạnh tranh không lành mạnh, đó là sử dụng các cái cân nó không đúng, đỡ rồi là thu mua mía là không đúng, phải đúng với thực tế, cho nên là những vấn đề đó thì ban điều hành chúng tôi cũng đã tiếp thu và cũng đã mời cho công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa về để rồi chúng ta phối hợp giải quyết để làm sao là tránh xảy ra vấn đề xung đột giữa các cái nhà máy trong vùng cũng như là các cái tư thương mà mua bán tranh chấp đó. Còn về vấn đề giá cả thì chúng tôi cũng đã cập nhật và yêu cầu chỗ hội đồng quản trị công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa phải xem xét nghiên cứu làm sao là giữa các nhà máy, đặc biệt là trong khu vực, là phải công bằng về cái giá cả. Hai năm qua, giá mía xuống thấp, nhiều nông dân không có lãi. Nếu giá thu mua không công bằng, khả năng vào vụ tới, nông dân thuộc vùng nguyên liệu của nhà máy đường Tuy Hòa cũng không còn mặn mà với cây mía.